Đây, xin chào các bạn, Đây. À, tôi là Lê Văn Cương và hôm nay à, chúng ta có một chuỗi các cái video để giúp cho chúng ta thiết lập mục tiêu Và tại cái video này sẽ học được những cái khái niệm, những bài học và phương pháp để giúp cho các bạn có thể thiết lập mục tiêu một cách hiệu quả nhất Được ạ, đầu tiên Cương muốn hỏi các bạn là bạn đã có những kế hoạch cho 5 năm tới, 10 năm tới hay chưa? Những mục tiêu của bạn là gì? Yeah. Và trong cái chuỗi video này Cương sẽ đưa cho các bạn các câu hỏi thay vì đưa cho các bạn các câu trả lời. Bởi vì Cương tin rằng những câu hỏi chính là những công cụ, những hành trang quan trọng nhất đối với chúng ta để chúng ta khám phá ra được mình thật sự đang cần điều gì. Và đặc biệt với các cái câu hỏi bạn không chỉ được thực hành tại cái việc trong cái video này mà chúng ta có thể đem cái câu hỏi này từng bước từng bước trả lời và giúp cho người khác và nó là hành trang theo suốt cho tất cả chúng ta trong uh, tương lai sắp tới. À, một... Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng hãy comment tôi để chúng ta bắt đầu nha Và chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chuỗi những câu hỏi rất là thú vị. Câu hỏi đầu tiên là <laughs> đâu là năm điều bạn đã hoàn thành khiến cho bạn cảm thấy tự hào về chúng nhất? Đâu là năm điều bạn hãy tự hỏi chính mình? đâu là năm điều bạn đã hoàn thành khiến cho bạn tự hào về chúng nhất? À, có thể là chiến thắng, à, được huy chương, đạt được một cái thành tích nào đó, à, viết một cuốn sách bestseller, tổ chức được một khóa học, à, bán được một món hàng, có thể là bạn đã bán được à, một cái thứ gì đó, à, kết nối một giao dịch. À, hãy dành một ít thời gian để chúng ta viết xuống năm điều mà bạn đã hoàn thành khiến cho bạn cảm thấy tự hào về chúng nhất. Yeah. Đây là một điều rất quan trọng các bạn. Nó giúp cho chúng ta gợi nhớ những thành quả, những kết quả, những mục tiêu mà chúng ta đã hoàn thành mà chúng ta cảm thấy tự hào về chúng nhất. Nó sẽ tạo ra năng lượng. Các bạn đã viết xuống chưa? Hãy viết xuống trước khi chúng ta xem tiếp nha. Và từng bước trả lời. Năm cái điều đó là gì? Nó rất quan trọng. Năm cái chiến thắng mà chúng ta đã hoàn thành, năm cái mục tiêu chúng ta đã hoàn thành trong cuộc đời của mình. Tính đến thời điểm hoàn tạo mà các bạn cảm thấy tự hào cảm thấy wow, tôi là một người có giá trị. Tôi đã làm được những điều rất là thú vị. Rồi, sau khi xong thì chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi thứ hai câu hỏi nền tảng trong cái video ngày hôm nay. Đâu là những điều bạn muốn trong 10 năm tới? Đâu là những điều bạn thật sự muốn trong 10 năm tới? Mong muốn tột cùng. Bạn hãy ghi ra đấy. 10 cái điều mà bạn thật sự mong muốn khao khát từng điều từng điều một. Hãy nhớ, hãy ghi chép lại và hãy lấy giấy để vi xuống ạ Những điều xuất hiện trong đầu của bạn ngay lập tức từng điều từng điều một. Đừng bỏ qua bất cứ một cái điều nào mà hãy ghi tất cả chúng xuống. Hãy ghi xuống nào. Có thể đó là à, những quốc gia, những thành phố nơi mà bạn muốn đến nhá. Yeah. À, ví dụ như cương muốn đến à, Mỹ, cương muốn đến Ai Cập xem kim tự tháp. À, cứ muốn đến Trung Quốc c à, cứ muốn đến áo yeah. hay đến Paris à, đi du lịch đi khám phá văn hóa đi trải nghiệm những nơi địa điểm mà chúng ta muốn đến mà chúng ta chưa có cơ hội muốn đến hãy ghi chú xuống ạ à, trong câu hỏi số 2 này đâu là những điều bạn muốn thực hiện nhất trong 10 năm tới các bạn đã hiểu ạ à. À, Hãy ghi lại và hãy xuất hiện nếu mà tốt nhất các bạn có thể ghi xuống là 100 điều nó có một cái thuật ngữ gọi là bucket list những điều chúng ta làm trước khi chết đúng ạ hay là có thể ví dụ như bạn có thể là muốn chơi đàn guitar muốn lập gia đình muốn mua một cái gì đó muốn ăn một cái gì đó muốn chơi một loại nhạc cụ muốn nấu ăn cho gia đình hoặc là muốn chơi một môn thể thao nào đó có thể là bơi lội chạy bộ hoặc là đánh góp tennis tất cả tất cả hãy ghi xuống ít nhất 10 điều hơn là 30 điều hoặc là 100 điều là càng tuyệt vời yeah. Chơi nhạc nè Lập gia đình nè à, Chơi một môn thể thao mới à, Đọc được bao nhiêu cuốn sách à, Leo núi à, Lướt ván à, Đâu là những điều bạn muốn làm cho con cái của mình Đâu là những điều Bạn muốn thực hiện cho con cái của mình Trong 10 năm tới Hãy à, sử dụng các câu hỏi của Cương Như là một công cụ để giúp bạn đánh thức Và tìm ra thực sự những mục tiêu quan trọng của bạn trong 10 năm tới là gì có thể các anh chị một vài anh chị đã có những mục tiêu là rồi hoặc đây là lần đầu tiên chúng ta nghe về những câu hỏi dạng như thế này thì bạn đừng đừng quá hoang mang đừng có lo lắng với bạn từng bước từng bước từng bước tìm ra câu trả lời cho mình yeah. và khi đó chúng ta sẽ à, quan trọng là chúng ta hiểu câu hỏi và chúng ta biết rằng đây là câu hỏi dành cho chính bạn bạn là người có trách nhiệm và bạn cần phải tự mình tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, đúng không ạ? Rất đơn giản. Có thể đó là những kỹ năng mới mà chúng ta muốn học thêm nè. À, có thể là những năng lực mới. À, có nhiều người đã nghe à, câu chuyện của cương, khi cương học kỹ năng bán hàng vào năm 25 tuổi, kỹ năng tuyển dụng, cả, à, kỹ năng khích lệ người khác, à, năm 2, 27 tuổi đã giúp cho cương có thể gia tăng thu thu nhập ở tuổi 27. Ngoài à, kỹ năng à, À, gọi là bán hàng à, thì còn thêm những cái kỹ năng à, lãnh đạo những kỹ năng khác nữa thì lúc đấy nâng cao được năng lực và khi gặp được những người thầy à, thì cứ bắt đầu đặt ra cho mình những cái kỹ năng khác những kỹ năng về lãnh đạo những kỹ năng về marketing những kỹ năng về viết bài đúng không ạ rồi một câu hỏi tiếp theo trong cái phần này là đâu là những thói quen mà bạn muốn thay đổi các bạn hãy nhớ nguyên tắc của thói quen là chúng ta không thể loại bỏ thói quen được, mà chúng ta có thể thay thế thói quen xấu bằng thói quen tốt. Vậy thì câu hỏi dành cho bạn là, đâu là những thói quen mà bạn muốn thay đổi? Đâu là những thói quen mà bạn muốn thay đổi? Dạ, yeah. bạn muốn ăn uống khỏe mạnh hơn, bạn muốn tập luyện những môn thể thao, à, bạn muốn vận động nhiều hơn, bạn muốn đọc sách, yeah. bạn muốn kết giao với những người mới. À, đó là những thói quen bạn muốn thay đổi bạn hãy ghi xuống ạ. À. à đừng có nghĩ trong đầu mà hãy ghi xuống, hãy ghi xuống, hãy ghi xuống những cái gì trong đầu của bạn. Nó xuất hiện bởi vì đôi khi chỉ bằng những câu hỏi mới có sức mạnh để bạn thay đổi chứ không phải là câu trả lời. Từ những câu hỏi nó tạo ra chúng ta những cái nghi vấn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ok không ạ? À? Rồi tiếp theo. Bạn muốn gặp những ai trong 10 năm tới? Ai là bạn muốn gặp, muốn học hỏi, muốn giao lưu, muốn kết nối à, có thể là ca sĩ người mẫu diễn viên à, hoặc là à, ai là thần tượng của bạn ai là người bạn thật sự muốn gặp trong 10 năm tới những nhà đào tạo những chuyên gia người hùng của bạn là ai bất kể là ai bạn hãy ghi nó xuống người hùng của bạn là ai tôi sẽ gặp người này trong 10 năm tới các bạn quan trọng là chúng ta phải ghi xuống nha các bạn đừng có nghe không mà chúng ta cần phải viết xuống các bạn có thể nghe những điều này là điều rất là bình thường nhưng nó rất là quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta thay đổi ngay sau khi bạn xem hết cái video này và viết xuống, đúng không ạ? Có thể bạn muốn tiếp theo, bạn muốn hoàn thành một cái dự án nào đó trong 10 năm tới, đâu là một cái dự án dài hạn mà bạn muốn hoàn thành trong 10 năm tới. Ví dụ như câu chuyện của Andrew Carnegie, ông ta là một trong những người giàu có nhất nước Mỹ trong cái thời điểm đó, ông ta đã lập ra một cái mục tiêu đó là dành nửa cuộc đời ban đầu nửa cuộc đời phía trước để tích lũy tiền bạc và tài sản và một nửa phần đời còn lại là cho đi tất cả những gì đã tích lũy được các bạn thấy đó có phải là một mục tiêu vĩ đại không ạ dành nửa cuộc đời để tích lũy tài sản và nửa đời còn lại để cho đi tất cả đó là một cái mục tiêu một sứ mệnh vĩ đại để giúp đỡ được nhiều người Vậy câu hỏi dành cho các bạn là Đâu là những mục tiêu dài hạn Trong vòng 10 năm tới Mà bạn muốn thực hiện nhất Hãy ghi chúng xuống Ví dụ cường đó là à, Lan tỏa triết lý giáo dục tận gốc Đưa giáo dục tận gốc ra thế giới à, Đúng không ạ Đâu là những điều tiếp Đâu là những điều giúp bạn Thổn thức đối mặt với nguy hiểm để tin lên Đâu là những điều khiến bạn thổn thức Giúp bạn sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm Để tin lên Đâu Đâu là những điều khiến bạn sẵn sàng đối đối mặt với khó khăn để đạt được? Đâu là những điều bạn muốn đối mặt với khó khăn giống như cương đó là à, vươn ra thế giới và giúp cho ai đó trở nên tốt hơn, có thể là những mục tiêu về tự do tài chính nè, muốn trả hết nợ nần nè, bạn muốn có được tự do về thời gian, bạn muốn có sức khỏe, bạn muốn có tiền bạc, bạn muốn có gia đình hạnh phúc, bạn muốn chu du thế giới, bạn muốn phát triển bản thân, phát triển mối quan hệ xã hội. Đúng không ạ? Hay có đã bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ trở thành top 10, top 20 người giàu có nhất hay chưa? Hãy có trong đầu của mình và tạo ra trong đầu của mình đâu ạ. Hãy trở thành một cái con người như nào đó. Bất kể đó là những mục tiêu như thế nào. Hãy ghi nó xuống. Cho dù đó có thể là mục tiêu điên rồ nhất, những mục tiêu vĩ đại, những mục tiêu lớn lao nhất. Hãy học cách ghi chúng xuống ngay lập tức. Hãy ghi chúng xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần mục tiêu về sức khỏe hãy thiết lập những thói quen những mục tiêu về sức khỏe bởi vì sức khỏe là điều quan trọng nhất trong cuộc đời là số một là quan trọng nhất có những người tập trung quá nhiều vào công việc à, kiếm tiền tạo ra thu nhập nhưng hãy đừng quên sức khỏe là một tài sản vô giá là một phần rất quan trọng khi mất đi rồi rất khó lấy lại được mục tiêu rất quan trọng hãy ghi xuống những thói quen những hành động à, giúp cho mục tiêu sức khỏe của bạn trở nên tốt hơn Đúng không ạ? Bạn muốn có một thân hình người mẫu, bạn muốn có một sức khỏe người sắt, có một cân nặng bao nhiêu, có một làm da như thế nào, bạn muốn có một nguồn năng lượng ra sao, năng lượng của bạn như thế nào, hãy ghi chúng xuống nè. Hãy ghi chúng xuống. Đâu là những điều bạn thực sự muốn đạt được trong vòng 10 năm tới? Đâu là những điều bạn muốn đạt được trong vòng 10 năm tới? Có thể là những mục tiêu về sự nghiệp. Hãy viết chúng xuống nào sự nghiệp, hình dung ra sự nghiệp của mình trong 10 năm tới sẽ phát triển ra sao? Bạn đạt được điều gì? Bạn giúp đỡ được những ai trên hành trình phát triển sự nghiệp đó? giá yeah. <laughs> Thú vị hay rất thú vị ạ. À? Rồi. Vậy thì khi chúng ta viết xuống, chúng ta sẽ hình dung hóa được nó. Các bạn đã viết được chưa à, cương uh, nhớ lại những danh sách đầu tiên của của cương, cương đã viết được 30 điều trong cái chương trình cương đi học cùng với thầy Phạm Thành Long. Và khi Cương đi gặp thầy Phạm Thành Long Thầy đã hỏi là rằng Cương à Danh sách của cậu đâu Và khi tụi Cương cứ đi học cái chương trình chuyên sâu Luôn có những danh sách 100 điều à, Và khi đó thầy Long đã giúp cho Cương Hướng dẫn cho Cương Viết xuống những danh sách đó Vậy thì khi không có danh sách Thì tài khoản của của em sẽ không có gì Khi bạn không có danh danh sách Và đúng đó là sự thật. Bởi vậy khi mà cương bắt đầu viết xuống 30 cương viết được 30 đến 50 điều được trong vòng 10 năm. Và đến bây giờ sau 5 năm thì cương đã bắt đầu làm được những cái điều đó và cương cảm thấy wow, nó thật là thú vị. Những danh sách mà bạn muốn thực hiện trong vòng 10 năm tới thông qua các câu hỏi mà cương vừa chia sẻ lại với bạn. Nó rất thú vị, nó rất đơn giản. Chúng ta tưởng là chúng ta đã biết rồi đấy, nhưng thực sự à, nó cần phải quan trọng bạn cần phải muốn sở hữu thêm cái gì trong 10 năm tới, một cái xe mới, một tay đua cừ khôi, trải nghiệm lái máy bay hay bạn có thể có một căn biệt thự hay bất kỳ điều gì. Và một bài học quan trọng về mục tiêu mà cương có một cái bài học đó là có rất nhiều mục tiêu thì muốn xác định cái mục tiêu quan trọng cuộc đời thì phải tìm cách kết nối với cái chết. Cương nói lại là hãy tự hỏi là khi qua đời, bạn muốn để lại di sản gì cho cuộc đời này? Cương xin nhắc lại bởi vì đây là một điều rất quan trọng. Câu hỏi giúp bạn tìm ra những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời bạn đó là khi bạn chết, khi bạn qua đời, bạn muốn để lại di sản gì cho cuộc đời này? Bạn muốn mọi người nghĩ về bạn và nhớ về bạn là một con người như thế nào? Dạ. Yeah. Và các bạn có thấy nhiều câu hỏi không ạ? Rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây là những câu hỏi để chúng ta tự trả lời và chúng ta có thể làm rõ hơn mục tiêu của mình. Hay là mục tiêu bạn muốn đào tạo, chia sẻ, huấn luyện là cho ai một điều gì đó hay không? Có thể là về tư duy, về kỹ năng, về kinh nghiệm, về trải nghiệm nào đó. Nhá. Yeah. Hãy có cho mình những mục tiêu, hãy trả lời cho mình những câu hỏi này. Các bạn đã có cái danh sách 40 50 điều này chưa? Yes. Đây cũng chỉ là những trang danh sách bắt đầu thôi. Vì danh sách của bạn cương tin rằng nó sẽ phát triển lên 100, lên 150, lên 200 điều. Bạn muốn làm. Hãy viết xuống và bạn hãy tạm quên đi tất cả, hãy tập trung và hoàn thành danh sách của mình. Càng nhiều điều càng tốt. Cương sẽ chỉ cho bạn từng bước từng bước đạt được những điều trong danh sách này trong những cái video tiếp theo. Và bây giờ hãy tập trung vào câu hỏi và hãy trả lời những câu hỏi này. Và cương sẽ chuẩn bị chia sẻ cho bạn về những bước cần thiết để chúng ta đạt được những mục tiêu trong danh sách đó. Bạn hào hứng chưa? Và bạn đã hoàn thành danh sách chưa? Hãy liên tục liên tục hoàn thành nó và hãy comment xuống phía dưới video này. Hãy chia sẻ những danh sách này để chúng ta cùng kết nối với nhau những mục tiêu bạn viết ra từng bước từng bước một để chúng ta đạt được như thế nào đầu tiên là hãy viết ra những cái con số bên cạnh những con số một ba năm bảy cái cái viết xuống con số mà liên quan đến số năm bạn sẽ muốn thực hiện được những mục tiêu trong danh sách đó ví dụ một năm ba năm 5 năm năm bảy năm hay mười năm yeah. à, bạn hãy viết ra một con số bên cạnh cái mục tiêu mà chúng ta muốn thực hiện 1 3 5 7 20 hay, hay nhiều hơn thế. Đó là tượng trưng cho những con số số năm mà bạn muốn thực hiện mục tiêu đó. Đó có thể là 1 năm, đó có thể 3 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm hoặc là lâu hơn thế. À có thể là có những cái chúng ta dành cả đời. Và khi viết xong thì hãy đếm lại thử xem có bao nhiêu mục tiêu 1 năm, bao nhiêu mục tiêu 1 năm bạn, bao nhiêu mục tiêu 3 năm bạn muốn đạt được, bao nhiêu mục tiêu 5 năm bạn muốn đạt được, bao nhiêu mục tiêu 10 năm bạn muốn đạt được. Hãy, hãy làm ngay điều này ạ. Hãy viết điều này xuống. Bởi vì cái điều này rất là quan trọng khi Cương đi học cùng với thầy Phạm Thành Long. Đã làm cho Cương phải phải ghi xuống cái điều này. Và thực sự nó rất là thú vị. Rất là biết ơn thầy Phạm Thành Long. Và hãy kiểm tra lại danh sách của mình. Có ai đang không có mục tiêu 10 năm? Ai không có mục tiêu 10 năm? Nếu như chúng ta không có mục tiêu 10 năm, nghĩa là chúng ta đang có suy nghĩ của những người ngắn hạn. Nếu bên cạnh con số mục tiêu và thời hạn đạt được mục tiêu đó, tiếp theo bên cạnh đó chúng ta sẽ biết gì ạ? Một cái dấu tích khi bạn hoàn thành một mục tiêu nào đó, hãy tích vào đó và ăn mừng rằng, đánh dấu rằng tôi đã hoàn thành mục tiêu này. Điều này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bởi khi chúng ta hoàn thành mục tiêu, chúng ta đánh dấu và hoàn thành mục tiêu giống như danh sách của cường ấy cường muốn đi tới trung quốc cường hạ cánh ở trung quốc cường đã tích vào đó và cường đã hoàn thành nó cường ăn mừng với chiến thắng đó wow cái nghệ thuật chinh phục mục tiêu và nghệ thuật ăn mừng nó cần phải đi song song với nhau cường biết được rằng có rất nhiều người khi mà nói chuyện với cương khi thiết lập mục tiêu và đạt được mục tiêu có những người rất là lớn tuổi mới bắt đầu đăng ký học uh, lái xe ông ta tích bên cạnh đó tôi đã học lái xe xong có những người rất là lớn tuổi họ mới làm một cái điều mà chúng ta xem nó rất là bình thường đúng không <laughs> và hãy đừng lo lắng khi chúng ta đánh dấu tích đó mà chúng ta hết với mục tiêu bởi vì sao chúng ta sẽ liên tục bổ sung những cái mục tiêu mới mà chúng ta đạt được trong cuộc đời mình và thay thế chúng và tìm ra những mục tiêu mới lớn hơn cao cả hơn ý nghĩa hơn mà chúng ta muốn thực hiện được và đánh dấu vào đó và hãy phát triển danh sách này nhiều nhất có thể trong cuộc đời và hãy đừng bao giờ để danh sách mục tiêu của chúng ta bị cạn kiệt và bị hết bởi vì đó là những điều khiến cho chúng ta có mục đích sống hơn có một cái lý tưởng sống tốt hơn và có những động lực để vươn lên nhá yeah. và nó rất là thú vị và tiếp theo đây là nó rất quan trọng một điều rất quan trọng đó là sự ưu tiên bạn hãy xem thử xem danh sách của mình ưu tiên cho những mục tiêu một năm đâu là mục tiêu quan trọng nhất bạn cần đạt được năm điều quan trọng nhất bạn cần đạt được là gì cho những mục tiêu một năm đâu là năm điều quan trọng nhất bạn cần phải đạt được đâu là năm mục tiêu quan trọng nhất bạn cần đạt được dạ yeah, phải ưu tiên phải thấy được cái tầm quan trọng của nó phải chọn ra bốn điều quan trọng nhất năm điều quan trọng nhất và hai câu hỏi rất tuyệt vời hai câu hỏi xuất sắc mà bạn cần đặt ra đó là đâu là điều giúp bạn đánh thức tiềm năng bên trong bạn Câu hỏi thứ nhất, đâu là điều giúp bạn đánh thức bản thân mình? Yeah. Và câu hỏi số 2 là, đâu là điều khiến bạn dừng lại mất năng lượng? Đâu là điều khiến bạn mất năng lượng? Có hai câu hỏi như vậy thôi. Đây là hai câu hỏi quan trọng xuất sắc, tuyệt vời. Đâu là điều giúp bạn đánh thức bản thân mình? Để chúng ta có động lực. Hai là điều khiến bạn dừng lại mất năng lượng. Yeah. <laughs> và bí kíp của cương rất đơn giản để chúng ta tiến gần hơn mục tiêu mỗi ngày đó là hãy làm nhiều hơn điều thứ nhất và dừng lại những cái điều thứ hai và hãy làm những điều giúp cho bạn có năng lượng nhiều hơn và dừng lại việc làm những điều khiến bạn mất năng lượng được không ạ và bạn tìm ra năm mục tiêu quan trọng trong trong năm trong năm nay 2024 ạ nếu bạn tìm được rồi hãy comment nó xuống nào Hãy comment để cưng đọc và cộng hưởng Để có thể cảm nhận và để khích lệ bạn Đây Và phần tiếp theo quan trọng nè Đó là lý do tại sao Tại Chúng ta phải lập ra danh sách Chúng ta phải viết bên cạnh Con số 1, 3, 5, 7, 10 Thời gian chúng ta thực hiện Bước thứ ba là đánh dấu tích Vào những mục tiêu mà chúng ta đã hoàn thành ở bước thứ tư rất quan trọng cực kỳ quan trọng đó là lý do why tại sao bạn muốn thực hiện những mục tiêu này tôi xin nhắc lại đó là tìm ra lý do tại sao bạn muốn thực hiện những mục tiêu này khi bạn cái triết lý để chúng ta đạt được mục tiêu đạt được thành công đó là gì là khi bạn tìm ra lý do tại sao đủ lớn thì cách bạn thực hiện sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi bạn tìm ra lý do đủ lớn thì cách bạn thực hiện mục tiêu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bạn phải mong muốn tột cùng, phải khao khát, phải ám ảnh nó đúng không ạ? Một trong những mục tiêu mà bạn có thể làm đó là hãy bạn muốn có một cái ngôi nhà mới, có một ngôi nhà triệu đô có view đẹp, có cảnh đẹp bên sườn đồi để hóng gió, để có thể nghỉ dưỡng, để sáng tạo đó là lý do tại sao mục tiêu này lại quan trọng và ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Yeah. Nếu bạn chỉ tập trung vào căn nhà thì căn nhà căn nhà mà không biết cái lý do đằng sau bạn muốn đạt được cái căn nhà này là gì ý nghĩa của nó thì bạn rất khó để thực hiện được nó nhưng khi bạn có những lý do mục tiêu bên cạnh nó là gì tôi muốn đạt tôi muốn có được căn nhà này cho gia đình tôi cho bố mẹ cho vợ cho con tôi có nơi được hưởng thụ để trải nghiệm cuộc sống để tập trung yêu thương nhau để nâng tầm chất lượng cuộc sống để chúng tôi hạnh phúc hơn đó là lý do do đó bạn hãy luôn tự hỏi mình rằng đâu là lý do tôi muốn đạt được những điều này đâu là lý do tôi muốn đạt được những điều kia đâu là lý do đâu là ý nghĩa thật sự đằng sau cái việc tôi làm là gì yeah. và nó rất là quan trọng <laughs> và nhân tiện cái video thiết lập mục tiêu này tôi muốn chia sẻ với bạn một cái câu nói mà các cao nhân đã chỉ điểm đã chỉ điểm trong suốt cái quá trình cương được học tập chia sẻ là một cái câu nói mà cương cảm thấy rất là tâm đắc. À, các câu nhân đã chỉ điểm trong suốt cái hành trình cương chinh phục mục tiêu đó là đối các bạn đó là gì? Điều quan trọng không phải những gì bạn có khiến bạn trở nên có giá trị mà chính là con người bạn trở thành khiến bạn trở nên có giá trị. Ok do câu này là câu rất quan trọng nên cương muốn nhắc lại một cách rõ ràng mạch lạc bạn phải nghi lại và khắc cốt ghi tâm trong tâm thức của mình là điều quan trọng không phải là những gì bạn có khiến bạn trở nên có giá trị mà chính là con người bạn trở thành khiến bạn trở nên có giá trị ok hãy nhớ rằng quan trọng nhất đó là con người bạn trở thành con người bạn trở thành khi bạn đạt được mục tiêu đó đúng không ạ? À, giống như khi cương gặp uh, thầy Long, uh, cương thấy được cái hành trình phát triển bản thân của thầy, uh, cái hành trình mà thầy đã xây dựng là một cái cộng đồng rất là tuyệt vời và cương quan tâm tới cái hành trình thầy đã trở thành, thầy đã học tập như thế nào, thầy đã phát triển bản thân như thế nào, thầy đã học những ai, thầy đã liên tục học hỏi và thực hành hàng ngày, hàng ngày nỗ lực tuyệt vời như thế nào để tạo ra những kết quả tuyệt vời đó nó rất là giá trị và bởi vì vậy nên nó truyền cảm hứng rất là lớn, giá yeah. và bởi vì cái hành trình đó nên cương tin rằng chúng ta cần phải trở thành cái con người xứng đáng cái con người giá trị và khi mà à, thầy Long cương thấy được thầy Long học tập hàng ngày cho đến khi thầy Long phát triển tuyệt bậc vượt bậc và dẫn đầu như này. thầy vẫn đang tiếp tục học tập học tập và cương tin đó chính là cách để chúng ta trở thành con người có giá trị hơn và trở thành người thu hút hơn, trở thành người có kỹ năng. À, bạn sẽ trở thành một người bạn tốt, một người công dân tốt, một người đồng đội tốt, một người chồng tốt hơn, người cha tốt hơn, người đối tác tốt hơn. Và sao nữa? Và bạn sẽ trở thành một người cống hiến ngoại hạ cho cái hành trình đấy. Hãy nhớ rằng, bí mật ở đây là hãy trở thành một con người tốt hơn. Không phải những gì bạn có quyết định bạn giá trị như thế nào mà con người bạn trở thành sẽ quyết định giá trị của bạn không phải như gì bạn có đúng không và bài tập tiếp theo đây chính là cái bài tập đã thay đổi cuộc sống của cương từ một người chỉ biết lo cho bản thân mình từ một người chỉ rất là suy nghĩ cho mình thì khi cương gặp thầy long thầy hỏi cương rằng danh sách mục tiêu của em đâu à, cương nói rằng em không có và thầy nói rằng tôi đoán tài khoản của cậu sẽ giống như danh sách mục tiêu vậy. Đó chính là bài học đã giúp cho cương thay đổi cuộc sống của mình. Không có danh sách chúng ta sẽ không có gì. Được không ạ? À? Nên hãy có danh sách, có danh sách, có danh sách. Đó là đó là bài tập mà thầy Long đã chia sẻ cho cương, đã thôi đúc cương đã nhắc nhở cương và rất nhiều anh chị em khi học cùng với thầy. Đây là bước đầu tiên cơ bản nhất, lập danh sách những điều bạn muốn thực hiện trong những năm tới, viết ra nó và chi tiết nó và bổ sung nó, viết ra những con số chúng ta sẽ thực hiện nó, hãy đánh vào dấu tích chúng ta sẽ thực hoàn thành nó và sau đó hãy chọn ra những việc quan trọng nhất để chúng ta thực hiện. Và hãy nhớ rằng, con người bạn trở thành quan trọng hơn rất nhiều điều bạn đạt được và cương tin rằng đây là những bài học những hành trang quý giá để bạn có thể bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu của mình và hãy nhớ rằng có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ngày thứ nhất là ngày bạn được sinh ra ngày thứ hai là ngày bạn biết chính xác bạn sinh ra để làm gì ngày bạn biết chính xác mục tiêu của bạn và cương hy vọng rằng với cái video này với những chia sẻ này với những bài học mà các thầy những chuyên gia đã chia sẻ cho cương với những câu hỏi đã được chia sẻ sẽ giúp cho các bạn đánh thức mục tiêu, ước mơ con người bên trong của các bạn để chúng ta muốn trở thành ai, chúng ta mong muốn như thế nào trong tương lai. Và một lần nữa rất là mong muốn nhận được những cái chia sẻ của các bạn, những cái danh sách của các bạn để chúng ta cùng nhau à, chia sẻ, cùng à, lắng nghe và cùng trở nên tốt hơn. Và và rất là biết ơn vì các bạn đã xem video này. Nếu bạn thấy những cái video này cần với những người bạn của chúng ta à, với ai đó thì hãy chia sẻ với họ và cũng hãy uh, kiểm tra danh sách của họ để chúng ta cùng nhau uh, chia sẻ cùng nhau giúp đỡ cùng nhau lan tỏa và chúng ta sẽ đạt được nó được không ạ rất biết ơn bạn một lần nữa đã ủng hộ cương trong những cái chuỗi video để chúng ta cùng phát triển và cùng nhau uh, trở nên tuyệt vời hơn chạy vô hãy ghiêm trong đầu của mình mục tiêu và hãy lan tỏa hãy chia sẻ ra nha <laughs>